chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò review bán hộ đứa em đàn bò, vì điều kiện em đang muốn đi làm, em muốn bán tất. Thế là khu nhà mình không có chỗ chăn à? Bò là toàn bò xịn, toàn bò giống đẹp. Thế là bây giờ là bán tất gì? Vâng, em bán tất. Đây, về chú vào chú chỉ từng cặp bao nhiêu tiền, con nào bao nhiêu tiền. Thế anh bán hộ chú. À, anh mua được anh bán em. Đấy. Đàn bò này nó dễ nuôi, toàn chân thả. Em toàn chân thả thôi, bãi chân này ngập quá, thành ra vất quá. Cùng chỗ chân này thì em bán hết rồi, em đi làm. Vâng. Con này là có chữa là 6 tháng rồi này. Con này để mấy lứa rồi? Con này là đang có chữa lứa, con này là đang có mang lứa thứ tư. Lứa tư gì? Còn con này là mới đẻ hai con. Rồi, con của nó là con ba bê đực kia gì? Con ba bê đực là mẹ chưa đi được. Nào, chú báo giá từng con thế nào? Cái cặp này là cặp, bao tiền? Cặp man đầu trụi này thì đây, nếu mà thôi em lấy 35 triệu. 35 triệu là bao cả ship đúng không? Bao cả ship. Đấy, thì phải đọc thế thì anh biết anh bán hộ cho được. Vâng. Thế con này? Còn con này thì em lấy 34 triệu bao cả ship. Con này để mấy lứa rồi? Con này là lứa thứ 3 đây đúng không? 3 lứa nhưng mà đang có chữa lứa thứ 4. Rồi chú đuổi cái cặp bò 3B nha. 3B để lứa đầu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em này. 20 hộ. Em nó bây giờ có việc muốn bán tất cả chuồng, chuyên bò chuyên đi chăn thả đây. Bò tinh bò đẳng cấp, căn bản là con này dòng Ligert này. Rất là đẹp. Để lứa đầu tiên nhé. Cái con là con cái khoang trắng này. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em này. Dạ, cái cặp này là bao tiền em bán? Cặp này thì lấy 40 triệu cả ship. 40 triệu bao ship này. Dạ, vâng. Đấy, cặp bò quá chất luôn. Bò đẳng cấp. Bò em tinh bò giống to, tinh bò đẹp thôi mà không có hột cán nào. Em chỉ để chuyên đi chăn thả này. Bây giờ đi cỏ nó hết mùa cỏ đấy. Thế con này sữa tốt lắm này. Con này còn to lắm. Con này là bán con lâu chưa? Con này vừa bán con được thế cái mấy con bên này thế nào? Đây anh sang bên này thì chương trình là nói đúng thế để bán người ta mang kiếm. Bán thì đàng hoàng rành mạch. Con này là chưa đi được này. Con này là bò tơ đúng không? Bò tơ chưa đi được này. Này gọi bán thịt. Vâng, đấy là thịt chưa có giống. Còn cái con này là có chữa được gần 6 tháng rồi này. Con này là bao tiền? Bò tơ có chữa gần 6 tháng này. Con này thì là nếu mà nói giá bán lấy 37 triệu cả ship. Mình đòi cao thế thì bán làm sao được. Đẹp bỏ một đi đòi ngần đi tiền thì ai ta mua. Không lấy 36 triệu. Con này chú cứ đòi đấy 33 triệu người ta đã mua đâu mà chú mày đòi đấy. Cái ship này. Ship thì ship. Wow. Xác định là nó bán thì phải. Cái cặp này là con mẹ con chữa 2 tháng. Là con đây này. Rồi. Con này lần trước thì em lấy chữa được mất một kỳ. Chữa 2 tháng con quá mập luôn. Con F2 này. Con là được 5 tháng rồi, con mẹ mới lấy giống được 2 tháng đúng không? Vâng. Thế còn con này là có chữa hơn 5 tháng đang uống sữa này. Con to đùng rồi này. Đuổi nó ra ngoài. Đấy. Con bò khủng này. Con này là có chữa hơn 5 tháng đang uống sữa. Con này là bao tiền? Con to này. Con to nhất chuồng này nếu bắt thì lấy 45 triệu. Cũng càng đét đấy nhỉ. Làng này nói thẳng bò thì đẹp nhưng mà cái thời điểm này nó rẻ, không có cái đàn bò nào to như bò em. Đấy. Bò em là bò đẳng cấp nhất làng, còn cái này bây giờ tất cả chuồng này, còn con này chưa lấy giống chưa đi được, cho nên là bò này để hai lứa này. Cặp bò này gọi là 42 triệu bao ship đúng không? 42 triệu bao ship cặp đi. Rồi. Đây, con này là con thứ hai. Con bò rất là dễ nuôi. Chuyên đi chăn thả này. Không có một hột cám nào. Bác nào mà có nhu cầu mà bây giờ cái quả nó lấn đầm này. Mua lấn hết đầm rồi. Mua tất cả đàn thì mua đàn này. Đập mưa bé cái là nó ngập. Một nhà cho nên là các bác về nuôi rất là thích vì nó theo nhau hết. Đấy. Thôi đi bán thì làm công nhân không có chăn, có chỗ chăn thì mình bán tiếc lắm. Bây giờ anh ở đây, con này chữa 6 tháng này. Bò là đẳng cấp, bò tốt bản.
cặp bò này. Đó. Bác nào mà yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đuổi chú đuổi đuổi ra đây cho nó chạy ra đằng này. Nắm dĩn quá. À, cái cặp bò nghĩa là bằng 40 triệu đúng không? Đây, cặp bò khoang này đẹp long lanh này nhá. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Thích nhà chú là ngày nhà nào mà mua được cả đàn này người ta đi chăn được thì nó tốt hơn. Chăn này lắm, ngồi chăn chỉ ngồi chơi, mẹ ăn như trâu, toàn lộn đầm ăn này.